Mình chào tất cả các bạn nha. Tiếp nối cái nội dung cũng như là tìm hiểu ngày hôm nay thì mình sẽ cho nổ máy con dòng Atin 030, nghĩa là 030 các bạn. Vì cái máy này cũng là có anh em trong nghề của mình á, là cũng mượn mình, mục đích là chỉ là để nổ máy và cho nó nổ máy là được thôi. Vì con máy này là hàng bãi, chưa có sử dụng, nghĩa là chưa có đụng gì tới các bạn. Về cái khả năng kiểm tra cũng như là thử lửa thì mình sẽ xem lại như thế nào, rồi cần làm những gì để mà chúng ta tiến hành cho. Thì đầu tiên là mình sẽ thử lửa, sau đó là mình kiểm tra tiếp đến hệ thống xăng đấy. Thì đối với những dòng Atin 030 này có thể là sử dụng vít lửa đó các bạn, nhưng để chính xác thế nào thì mình sẽ kiểm tra lửa lại nhé. Tại nó không có lửa. Bây giờ mình sẽ tháo trục dịch và kiểm tra nhé các bạn, xem là con máy này nó đang sử dụng loại lửa gì, rồi từ đó chúng ta sẽ tính tiếp. Dây xăng rồi, giờ chúng ta kiểm tra lại. Dòng những dòng Atin này mình thấy nó thiết kế cũng khá là nguyên thuộc các bạn. Thường thì hay mở bên thằng chụp giật, rồi nó đi nguyên khối kèm cái thùng xăng và những cái chi tiết là mình thấy là nó hay hao hao giống vậy. Thank you.
Thì bạn quan sát đấy, máy này nó đúng là sử dụng vít lửa nha bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ bắt đầu vệ sinh lại mặt vít. Thì đây là cái gói cam nó nằm bên trong mâm lửa đó. Các bạn thấy rồi. Là ở phần bên trong này nó tích hợp cái gói cam. Còn hai bên phần nhựa này là chúng ta để điều chỉnh cái phần khe hở của nhíp. Thì nếu mà các bạn muốn quan sát, chúng ta mở cái phần đó ra. Đấy, bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành đi sử dụng giấy nhám, chúng ta vệ sinh lại mặt vít này. Thì sau đó mình sẽ thử với lại lửa nha. Khi mà các bạn đã vệ sinh, nghĩa là chúng ta là vệ sinh mặt vít rồi đó, sau đó ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành thử lại xem là máy nó có lửa hay chưa. Rồi từ đó chúng ta sẽ làm những khâu tiếp theo như là mồi xăng để nổ nè, rồi là xúc bình xăng con vân vân. Còn đối với những lửa Estin 031, 030 này nè các bạn, thì mình thấy là cũng có đã có những cái anh em họ đã độ lửa rồi đó các bạn. Nó là độ từ cái mô pin của những dòng máy cắt cỏ mình nè. Mình thấy thằng này cũng dễ độ nè. Đối với những dòng Estin 031 này dễ độ hơn nè. Là đầu tiên là lửa nó nằm bên ngoài nè các bạn. Nằm bên ngoài và cái càng điện của nó mình thấy rất là dễ nè. Chúng ta dễ xử lý nha. Đấy. Còn đối với những dòng này thì các bạn cũng có thể lên IC. Nhưng mà lên IC thì chúng ta có thể là nó không có bền được các bạn. Nghĩa là chúng ta lên IC tép á, thay cho cái cục bích lửa này nè. Như là mà mình thấy thì cái đó thì nó không có được thực dụng hơn, nó sẽ có thể là nó sẽ bị chết gì đó vân vân. Nhưng thôi bây giờ trước tiên mình sẽ thử lại xem là máy chúng ta có lỗi chưa, rồi chúng ta sẽ tính tiếp. Những bộ cảo mình đã nói rất là nhiều, chúng ta có thể sử dụng để thực dụng những cái dòng rất là nhiều, xong 20 ở cái vùng của mình đó thì những dòng Estin nó giật các bạn, có lửa. Đối với những dòng của mình thì mình hay nói nhiều rất là nhiều là lửa, những dòng máy Estin ít có sử dụng nữa các bạn, nên mình cũng có làm biết về Estin đấy. Bạn thấy xem kỹ ra nè, lửa có nè. Đối với những dòng máy sử dụng vít lửa thì khi mà chúng ta lâu ngày không sử dụng đó, là những cái hiện tượng tình trạng lửa mặt vít nó bị dơ đó, nó làm cho mắc lửa thì cái hầu như là rất là dễ xảy ra. Vì thế là những cái dòng sử dụng vít lửa nó, chúng ta hay có cái tình trạng là lâu ngày nó lửa nó không ổn định hay là nó mắc lửa vân vân. Một con máy này mình làm xương xương lại, rồi mình sẽ kiểm tra đường dẫn xăng
rồi ấy mình sẽ cho nổ máy màu xanh đi coi, cho nổ máy như thế nào đó. Cái máy này mình chỉ việc là dọn cho nó nổ là được rồi, ngoài ra những cái thứ khác cũng không quan trọng lắm. Cái này cũng nói chung như là mình cũng nghĩa là mình cũng giúp đỡ và tiếp cho anh em nghề của mình, họ do được xăng này. Còn đây là cống thở là mình không nói đi, đây là cống thở chứ anh, cống thở của bình xăng. Còn về là phần lọc xăng thì lọc xăng và ấy rồi thì mình sẽ xử lý luôn. Nó rất là dễ bị mọc, nó mọc rồi khi mà chúng ta sử dụng là nó sẽ cái phần hỏng này, nó sẽ lên bình xăng con và làm nó cản đi cái lượng hút xăng đó. Nên các bạn quan tâm chúng ta sẽ thay luôn cho chắc. Về phần lọc xăng và dây xăng này thì nó không có tích hợp là chúng ta vừa vặn lắm, nên mình sẽ cho vào đây một khúc ống xăng thường của mình đấy, để mà mình cho nó được phù hợp ha. Thấy gì là chúng ta có thể là xử lý được cái khâu này rồi đấy. Các bạn chỉ cần đặt dây rút vào nó là ok rồi đấy, cũng đơn giản.
Bây giờ mình sẽ cho một ít xăng ngồi và cho nó nổ máy lên các bạn, xem là nó hoạt động như thế nào. Đấy thì nó đã đổ lên rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành kiểm tra bình xăng con lại và kiểu như là hoàn thành xong một cái công việc. Nhưng mà mình chưa chắc là cái bình xăng con hay là những bộ phốt này nó còn ổn định hay không. Vì đó những cái dòng này mình chắc là sợ những cái là động từ phốt quá. Do là những cái dòng này nó có thiết kế và nó cũng quá là lâu đời rồi. Nên việc mà nó bị phốt cơ rồi này nọ vân vân sẽ rất là đây là bình xăng con đó. Cái màng chế này nó sử dụng giống như là Actin 020 các bạn, hoặc là những cái dòng Metro 452 rồi đó, vân vân. Thấy nó sử dụng loại này cũng khá là nhiều, hoặc là những cái dòng Makita mà MED 400 4000 rồi đó. Những dòng đó mình thấy cũng sử dụng những cái màng da này rất là nhiều. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Cơ bản thì con máy này để lâu quá thì nó chỉ có việc là nó mắc lửa thôi. Cơ bản là những dòng bít lửa là nó lại thấy. Đối với những cái dòng này thường ở cái vùng mình ít có sử dụng những cái gỗ lớn, và đặc biệt nữa đó là những cái dòng máy này về cơ bản là nhìn vô cái kiểu model đó mà giống như là nó lỗi thời, nên mình ít có làm cũng như là bán về dòng này vì cái lý do cơ bản thôi là nó rất là nặng.
đối với những dòng này nó rất là nặng so với những dòng đời mới sau này. Về cái khả năng của ổn định đó, thì nó cũng không bằng luôn, vì những cái dòng này lý do là nó sử dụng bích lửa quá, nên là thường chúng ta cải tiến bằng những động cơ thì hệ thống đánh lửa này sẽ được ổn định hơn đó. Còn những dòng cách tin 03 không, hay là những dòng cách tin u lớn lớn rồi ở ngoài cách nhiệt khá là nhiều, vì cái lý do tính u thực dụng của nó đó bạn, và những cây gỗ lớn đó, và những cái chúng ta làm gỗ lớn mà lựa chọn giá thành phù hợp thì đối với những dòng này thì nó được phải chăng. Lý do là nó khá sản xuất khá là lâu rồi, những cái phần chi tiết này nó hay có bị chai cứng là điều bình thường thôi. Trường hợp mà chúng ta hay có tình trạng không ổn định gia tiên như là nhỏ đó, các bạn kiểm tra kỹ lại. Bởi vì những dòng này các bạn thấy mình như những cái clip mà máy tin 045 mình làm, cảm là máy tin 045 mình 041 quên rồi, mình cũng đã đi chuyên sâu khá là nhiều. Bây giờ là lúc mình quan trọng nhất này, mình sẽ khởi động xem là máy nó có hoạt động được được không, hay là chúng ta phải chặn cái nước này các bạn. Đây thì xem như chúng ta đã đây, e chúng ta chọn đây, tại e của nó nằm trong cái hệ thống lọc gió. Thằng ga này nó không chả gì hết cái vị trí của nó, các bạn thấy đây, cái bấm ga của nó còn hở rất là nhiều, mà trong khi đó cái phần kim của chúng ta nó đã hở rất là xa rồi. Cái khâu này nó bị kẹt chỗ phần nào đây, mình sẽ kiểm tra kỹ lại coi. Nếu mà chúng ta cho về trả vị trí ban đầu,
mình đã nói, cái hệ thống ga này nè nó còn kẹt ở vị trí này nè các bạn. Là mình sẽ một chút mình sẽ khắc phục sau. Vì là tạm thời clip hôm nay mình cũng đã cũng như là chia sẻ với các bạn, chúng ta nổ máy, kiểm tra và nổ máy, nghĩa là chúng ta cho làm nổ một cái con động cơ từ cái bãi về đó. Xem như là chúng ta đầu tiên là chúng ta dàn hơi nè, sau đó là lửa rồi tới xăng. Đấy là những cái điều, những cái bước cơ bản nhất. Thì nội dung hôm nay mình cũng xin chia sẻ bao nhiêu thôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để có thể đón xem được những clip tiếp theo nhé. Những bạn nào thích video thì các bạn nhớ nhấn like cho mình. Còn những bạn nào chưa đăng ký, các bạn nhớ đăng ký kênh nhé. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Chào các bạn.